hay là bán ở chợ. Dạ. Ở sau này thì chỉ bị bệnh tiểu đường á. Dạ. Rồi sau này chỉ mới về đây. Dạ. Ủa, cô bán ở chợ mình á, chỉ bán tỏi ớt rồi á. Nhưng mà sao mà có một cái vụ xảy ra, một cái vụ quá trời đau thương chị. Nghe nói á là chồng với ông vợ đó là thôi mấy năm rồi. Dạ. Rồi ông vợ mới có người khác rồi, có bầu đâu 3-4 tháng rồi. Trời ơi. Là chết mà có bầu 3-4 tháng rồi đó. Trời ơi trời. Là ông này xì ke mà, là chồng xì ke mà. Dạ. Là cái ông mà đâm nè là xì ke mà. Nhưng mà xuống tay người ta, đừng có xuống tay để là cho vợ nuôi hai cái đứa con của mình á. Nhưng mà không ngờ là ổng lại xuống tay với cái bà già vợ luôn. Giết đâm con vợ là ở ngoài kia kìa, ở ngoài khu vui chơi á. Trời ơi. Rồi mới về đây đâm bà già vợ. Dạ. Rồi nó đâm xong rồi nó đi tự thú mà. Ghê. Tí là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì trong lúc 8 giờ sáng này thì sẽ đưa cho một người mẹ và một người con gái đi thiêu quả táng nha. Thì hai mẹ con thì không may đã bị gặp một cái tràn rễ xuống tay với cái người vợ ở ngoài một cái công viên, rồi chạy về nhà xuống tay với cái người mẹ vợ qua đời tại chỗ nha. Thì hôm nay đó các bạn, thì sự việc như thế nào thì hôm nay Tí là Cà Lâm sẽ đưa quay lại những cái khúc mà đưa cho hai mẹ con đi thiêu quả táng và sẽ hỏi là những người dân ở nơi đây kể tiếp tục cho mọi người cùng nghe nha. Đó thì giờ đó các bạn, thì giờ các bạn thấy là những bà con đến để đúng lúc 8 giờ thì sẽ đưa cho hai mẹ con đi thiêu quả táng nha. Bây giờ đó các bạn, thì giờ ở bên trại hòm thì đang đi qua là hai cái chiếc xe tang nha, một chiếc chở cái người mẹ và một chiếc chở đứa con gái ruột nha, bị người chồng xuống tay, hai mẹ con qua đời tại chỗ nha. Người ta mấy đưa đi theo vậy à. Dạ. Nhưng mà cái vụ việc mà hai mẹ con này qua đời, chị có hay không? À. Dạ. Ghê vậy trời. Chị đang phải không? Chị đang phải không? Ừ.
chồng nó nghe là không biết. Ủa nhưng mà hai vợ chồng nghe nó là ly vậy mà. Ly vậy rồi nhưng mà nó nói ra thôi. Chờ đi qua đây không ạ? Em cũng không gần. Biết được chưa này? Giết vợ rồi về nhà quay phim đâu mà quay phim đó mà quay đó gì thì đâm vợ bốn nhát về đâm bà vợ bốn nhát về chưa chắc thì chân tim mà bên bụng trái á. Ơi sao nghe nói sao rồi đâm tới bà ơi sao bà với mấy xong nữa bà làm chuyện mà nó đâu đâm tới bà sao đâm tới bốn nhát mà ở đó bà bắn tội với mày vợ á, tội hả? Nhân gái bà còn bán phải hả? Đó, tôi mua bán hoài gì? Là con vợ của cái người đó hả? À, giống như là cái người đó hả? Người đó hâm hả chị? Ừ, chồng hâm. Ghê ta. Giết cả nhà mà sao nhỏ ai giấu? Mình như đi trốn phải thoát nạn á. Trốn hả? Trốn là con là nó là con nhỏ nào trốn vậy? Nhỏ mà em út thì á. À, hên ha. Em vợ của nó ra nó vô nên là ông rể ông mới ghét phải không? À. À. Không nhưng mà em thấy cái gia đình cũng chị thấy khá không? Thấy nhà nó cũng thấy chị bình thường. Dạ. Tại chị không phải đi xuống đây chị trên cấp nước 3.000 cũng bán. Mà mà bây giờ chị thấy giờ thôi người ta đừng có ấy vợ mình để là cho vợ nuôi hai cái đứa con ha. Mà bây giờ nhìn thấy hai đứa nhỏ ở trên mạng nhìn thấy tội ghê. Bởi vì hai đứa còn nhỏ mà đứa lớn mới mười mấy tuổi không có cái gì. À. Qua đi nghe ôi bộ nghiện qua chị thấy hai đứa nhỏ nó đi ngang đây hả? Không, thằng nhỏ đi qua ra lại đây mua trái cây chị hoài hả? Dạ. À. Ra đây hoài hả? Nó lại nó mua cái gì trong tiệm mà đi ngang nó khóc hả? Khóc hả? Trời tội trời ơi trời. Để đi mà chỉ có một bữa mà chết muốn mạng rồi tỷ gì? Ủa rồi tỷ mà mẹ của nó qua đời rồi chứ bà ngoại qua đời rồi sau này của nó hai đứa đó nó ở với ai hả chị? Còn gì đó. Là cái người đó giờ đang ở đâu á? Đang ở nhà đó, đang nằm ở đó. Trời ơi trời. Nhỏ nó mặn lớn, chết đó. Là cái gì gì mà Út nó thoát, người Út nó thoát chết là gì Út đó lớn tuổi chưa? Ghê trời. Không gầy ở ngay chân cái tỉnh Hậu Giang này phải nói là ghê thôi chứ. Nói chân mà Tân Long đó, dạ nó lên chương trình luôn rồi đó. Dạ. Lên rồi hả? Lên này. Nó lên chương trình chỉ mấy cái coi bên Facebook lên. Dạ. Cái ông đó cũng họ hàng năm mấy nè.
quá dữ dằn. Rồi thôi tỷ đi mà. Không chị, chắc lẽ là cái này em nghĩ chắc này có khi nào mà thằng đó của nó còn thương vợ nó không ta? Thương vợ nó mới đâm vợ nó đó. Trời ơi. Nghĩ thì nếu không còn thương nó đâm nó làm gì? À. Mà em nghe nói thôi là nó đã xuống tay với vợ nó rồi, mà gọi nó xuống tay với bà về vợ rồi, mà nghe nó cùng ra quán phê nó uống cà cà phê nữa nữa chị. Nghe rõ nhưng mà nghe là à. Rồi. Ngày thường á là hai mẹ con ở là các cái ngôi nhà mà đang làm đó 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 mà giờ là ở bao nhiêu người vậy? Chị thấy chị không đi không? À. Thấy mà nhỏ chết không? Dạ. Bán tuổi mới chiếu mà đi chợ phải á. Dạ. Còn bà thì bà ở nhà khác thì ra phải đi chợ về. Ở đây cũng mua đồ để chị Hoài nha. Dạ. Đó. Dạ. 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 Vậy là cái ngôi nhà đó ở là cũng như là hai mẹ con và hai đứa nhỏ. Vậy là có bốn người hả? Ủa sao nãy chị là chị hô còn một cái con thêm. À. Vậy là qua cái đám này chắc nhỏ đó của nó ăn chay luôn chị, con nhỏ gì mà út gì của mấy đứa đó. Ăn chay luôn á. Bạn lớn. Phải nhỏ đó mà bữa đó mà đi thành phố cũng chết. Hai đứa nó là một cô vô nó lụm luôn hết chị. Nó lụm luôn. Ghê vậy ta. Lụm luôn. Nó giết bà không giết con nha. Hai đứa con nó đi chơi không có nhà. Đâu có, bữa đó là nghe hô là nó đi theo mẹ nó bán đồ ngoài mà. Nha. À. Nó giết chợ và chợ nó giết con nha. Cha nữa. À. Thằng đó đâu có thể sống được. Tỷ mà con nhỏ cái con vợ nó mà còn cái có cái đứa con ở chồng nữa là thằng này giết ba mẹ nha. Ta nói là nhỏ là đang mang bầu. Trời ơi. Tỷ là ba mẹ rồi. Ghê không ta. Vậy có khi nào là thằng này nó đã biết là con vợ của nó là đang là cặp như nào á? Không, nhưng mà vợ nó ra đẹp dữ không hả chị? Dữ, nhìn kỹ nó tướng không mập đó mà chị có đâu nhìn kỹ. À. Tại chị mua bán hay chị gặp nhiều người chị đâu nhìn kỹ đâu. Dạ. Thấy tội nghiệp quá chị. Vậy là bây giờ cái ngôi nhà đó là còn có hai chị em hả? Trời ơi. Dạ.
đây thì bây giờ đó bạn, thì giờ chiếc xe bên chạy hợp đang ve đít đi vô nha. Chân cái ngã ba luôn nha, nên là kẹt xe. Đó thì bây giờ đó các bạn, bây giờ đang chạy vô thêm một chiếc nữa nha. Thì giờ các bạn thấy là chiếc xe phạt đồ cũng đã đi đến nha. Đó thì cái chiếc xe tải ở bên kia đó các bạn, thì chở nguyên cái xe qua hay gì nha. Ôi, qua không phải, cái đó là có cái dòng qua ở đằng phía trước thôi. Cô có quen biết gì hai vợ chồng nào không? Không, mấy người này cũng như là đến đây nè. Chị này là bán hết vợ. Dạ. Ở sau này thì chỉ bị bệnh tiểu đường á. Dạ. Rồi sau này thì chỉ mới về đây. Dạ. Ủa, cô bán hết vợ rồi. Ở chợ mình á chỉ bán tỏi ớt rồi. Nhưng mà sao mà có một cái vụ xảy ra, một cái vụ quá trời đau thương chị. Nghe nói á là vợ đó là thôi mấy năm rồi. Dạ. Rồi vợ mới có người khác rồi, có bầu đâu 3-4 tháng rồi. Trời ơi. Đã chết mà có bầu 3-4 tháng rồi đó. Trời ơi trời. Là ông này xì ke mà, là chồng xì ke mà. Dạ. Là cái ông mà đâm nè là xì ke mà. Nhưng mà xuống tay người ta, đừng có xuống tay để là cho vợ nuôi hai cái đứa con của mình á. Nhưng mà không ngờ là ổng lại xuống tay với cái bà già vợ luôn. Giết đâm con vợ là ở ngoài kia kìa, ở ngoài khu vui chơi á. Trời ơi. Rồi mới về đây đâm bà già vợ. Dạ. Rồi nó đâm xong rồi nó đi tự thú mà. Ghê vậy? Gan dữ ha. Ghê quá ha chị. Thì đó các bạn, thì đây là một cái người chị là buôn bán chung với cái người phụ nữ này qua đời nha. Với phần chị cũng ở kế một bên đây nên là chị rất là biết rõ về cái câu chuyện luôn, tới vụ này luôn. Mà cái vụ kia thì nó có hai thôi. Nhưng mà cái vụ này á, mình nghe nói là nó có tới ba đó. Thì đúng 11 giờ nha, thì bây giờ mấy anh em ở bên chạy hòm cũng đã lợi tới rồi, xe cộ đồ đậu sẵn hết nha. Thì chỉ chờ tới đúng giờ là sẽ ghi hai mẹ con đi ra.
thì quá đáng luôn. Ở đây là ấp Đại Thành, xã Đại Thành. Đó là xã Đại Thành. Ờ. Đúng rồi, xã Đại Thành, huyện Buôn Hiệp, thành phố ngã 7, tỉnh Hậu Giang. Ủa chị, bữa hổm chị có nghe là cái vụ mà cái thằng mà nó mà xuống tay với con vợ, nó giết bà gì cha vợ nó luôn không? Ghê vậy ta? Ghê vậy? Thưa hả? Thưa vì do vợ chồng chẳng biết. Đâu có lại đâu, chị nó không. Rồi. Ở tù xong nó ra, nó biết không, ghê ta. Nhưng mà nó xuống tay với người nào trước? Dạ. Nó xuống tay với người vợ trước không? Ghê ta. Thưa hả? Ủa nhưng mà thằng ghế làm gì thưa ta? Thôi rồi mà. À. Không biết nha. Dạ. Thằng ra tù giết bà chị vợ chết. Không biết đâu người đó chạy người đó khác. Dạ. Đúng rồi. Ghê quá. Bữa hổm vì ở bên Hậu Giang bây giờ là nó nổi tiếng ha. Ghê chứ, chấn động luôn. Trời ơi, chị em nghe nói là cái con vợ nó là có mang thai là 3-4 tháng gì đó. Dạ. Trời ơi, như vậy là tỷ mà có mà con vợ của nó, nghe nó là con vợ của nó quen với cái thằng khác rồi, nên là có mang thai, là thằng này vì nó mới bực tức nên nó mới ấy luôn. Chắc của nó còn thương vợ nó quá ha. À, ghê quá. Dạ. Dạ. Thì đó các bạn, thì bây giờ đó các bạn thì đang chở hai mẹ con nha, để đi thi quả tháng luôn nha. Thì đó các bạn, thì bây giờ đó bạn, thì bên chị hôm thì đã chạy tới ở cái chân cái chưa có quẹo vô nha, đang chạy ở ngoài tuyến đường quốc lộ 1A luôn. Đó. À, nhưng mà chiếc xe này mình cũng không biết là chở cái người mẹ hay là cái người con nha. Thì sớm giờ đó bạn, thì tí là Lâm bạn thì cũng có quay cho bạn xem, thì sáng nay lúc 11 giờ thì đưa cho cái người mẹ và đứa con gái ruột nha, đã bị cái thằng ghế nó xuống tay, hai mẹ con qua đời tại chỗ nha. Thì bây giờ đó là bây giờ bên chạy hòm cũng đã đưa cho hai mẹ con tới ngay cái lò thiêu đó các bạn. Thì thôi giờ tí là Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Lâm bạn, hãy cho tí là Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tí là Lâm luôn các bạn. Giờ tí là Lâm bye bye các bạn nha.